Hello cả nhà. Sau 2 ngày chay vất vả rồi thì hôm nay ta sẽ giải trí thư giãn bằng một cái trò vất vả hơn, đó là đạp xe ra ngoại thành sau trời mưa. Vừa rồi thì bây giờ là 4 giờ chiều rồi. Ngoài trời nó vừa mới hết mưa nhưng mà vẫn còn âm râm. Mưa thì mát thôi chứ có gì đâu. Thôi bây giờ chúng ta đi nha. Ok. Đây là cái khu hẻm nhỏ của nhà mình đây. Khu hẻm này nằm ở trung tâm, giáp 4-5 con đường bên ngoài. Nó là Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong, 3 tháng 2, Siêu Vạn Hạnh. Từ nhà mình đi ngã nào cũng ra được những cái con đường đó hết nha. Thì đây là cái hẻm miếu. Cái màu vàng vàng đó là cái miếu ở trong xóm mình đó. Thì cái mình đi theo cái lối này để đi ra đường 3 tháng 2, ngay đầu ngõ này nè. Thì ngày xưa đó là cái thịt cầy chín món, bây giờ để cho người ta thuê mặt bằng làm thế giới di động gì đó, làm sửa điện thoại. Và mới ở đây thì cũng có một cái trường mầm non bên cạnh cái, hồi đó nó là trường dạy nghề đó, quận 10. Bây giờ nó thành cái trường mầm non rồi. Trước mặt là cái ngã tư 32 và Siêu Vạn Hạnh đó. Nhưng mà để quẹo Siêu Vạn Hạnh thì lúc nào đường cũng đông á, cho nên thôi mình sẽ đi vào cái con đường Trần Thiện Chánh này, nó cũng bớt xe hơn. Đây là con đường Trần Thiện Chánh. Và vì sau trời mưa đó thì đường nước khá nhiều, cho nên mình cũng không dám chạy nhanh, bởi vì cái xe của mình nó không có cái vè chắn nước, sợ văng nước lên mặt người ta, cho nên là cứ phải chạy chậm thôi ở cái đoạn này. Bên đây là cái hiện tại bây giờ là gọi là cái công viên Vườn Lan. Ngày xưa nguyên cái khu này đó, nó là cái thành quân cụ của quân đội. Từ cái bên ngoài Trần Thiện Chánh 32 là nó có một cái tường thành cao lên và không có ai vào đây được hết á. Hồi nhỏ mình cứ hay chui vào cái lỗ tường mà bị thủng sẵn rồi đó, chui vào đó và leo lên mấy cái xe nhà binh để mà lượm mấy cái vỏ đạn trên xe nhà binh, nó rất là nhiều vỏ đạn ở đó. Thì con đường này nó nằm song song với lại con đường Siêu Vạn Hạnh. Đường Siêu Vạn Hạnh nằm bên tay trái, quẹo phải bên đây nè là đi ra Hồ Kỳ Hòa. Bên tay phải của mình đây nó là cái trường tư Siêu Vạn Hạnh, và bệnh viện Siêu Vạn Hạnh nó cũng nằm ở đó luôn. Còn cuối cái đường này đó, nó là cái khu biệt thự Hà Đô, khu mới xây. Ở bên trong nó cũng đẹp, nhưng mà gọi là biệt thự thì mình nghĩ chắc là cũng chưa có đạt được cái chuẩn biệt thự đâu. Nhưng mà ở trong nó quy hoạch các cái căn nhà xây cũng giống nhau, có sân trước, sân hông, sân trong nhà rộng rãi lắm. Rồi bây giờ quẹo trái nè thì ra được tới con đường Siêu Vạn Hạnh. Cái đoạn này thì chưa có đến bệnh viện 115. Siêu Vạn Hạnh thì các bạn biết rồi, báo chí nó còn đưa đây là con đường của thiên đường, đủ các loại dịch vụ vui chơi, karaoke, ăn uống, nói chung là rất lớn, là tập trung ở cái đường Siêu Vạn Hạnh này. Bên tay phải mình á, nó ngó xéo xéo qua cái bệnh viện 115 á, nó là cái quán cà phê Chago gì đó. Nó thì khoảng tầm 7 giờ tối là giới trẻ tập trung đầy quán.
Đó, các bạn nhìn bên tay phải thấy cái bảng hiệu màu vàng và màu trắng đó, bảng đèn đó, nó là quán Chago á. À, Chago. Bên tay trái là bắt đầu là bệnh viện 115. Rồi bây giờ thì chúng ta đã đi ra được tới đường Cộng Hòa. Sau khi đi Cách Mạng tháng 8, rồi đi theo cái bờ kè, bờ kinh đó, chúng ta ra đi ra tới Úc Tịch và Cộng Hòa. Mới chỉ có tầm 4 giờ 20 chiều thôi mà đường đã đông rồi. À, đường đông như vậy thì cũng hơi mệt. Nhưng mà nghĩ lại cái mùa dịch đó, không có ai á, thì đây cũng là cái điều đáng mừng. Chứ đừng có để mà dịch giả rồi ở ngoài đường không có một bóng người. Thì video này mình sẽ quay nhiều ở cái lộ trình của mình đi, cho nên là các bạn sẽ thấy đường xá không thôi. Nếu như các bạn vẫn thích xem đường xá Sài Gòn thì tiếp tục xem. Còn không thì các bạn cứ chuyển tới cái giây, cái phút thứ 30 thì bắt đầu sẽ có cảnh những cánh đồng ha. Rồi. Trước mặt là cái cầu vượt như băng qua ngã tư Hoàng Hoa Thám, còn bên tay phải nó là cái thành quân đội, doanh trại quân đội, phòng không không quân. Đi ngang ở đây bạn sẽ thấy nhiều loại pháo, pháo phòng không. Mình cứ nghĩ phải từ 5 giờ trở đi thì mới gọi là giờ cao điểm, bởi vì giờ đó học sinh tan học rồi công nhân nhân viên tan làm thì nó mới đông. Đây mới có 4 giờ mà thời gian này gần đây mình thấy là lúc nào cũng đông cả. 8-9 giờ sáng cũng đông, mà chiều 3-4 giờ chiều cũng đông, chứ không phải là tới 5-6 giờ mới đông đâu nha, lúc nào cũng thấy đông kìa. Thank you.
Tới đây thì mình bắt đầu chuẩn bị rẽ vào cái ngã ba Trường Chinh với Cộng Hòa. Thì đi theo Trường Chinh là chúng ta sẽ ra quốc lộ 22, đường đi về phía Hóc Môn, Củ Chi, Tây Ninh. Thank you.
Đây là bắt đầu chúng ta lên cầu Tham Lương. Giờ thì mình đang tìm cái chỗ nào đó để mua. À, đằng kia có một cái tạp hóa, mình sẽ mua một cái chai Revive nước muối. Thì đúng ra nó có cái loại nước muối kia kìa. Đi đường uống thì nó sẽ tốt hơn, nó giữ nước được trong người. Nó giữ nước được và nó cũng làm cho mình khỏe hơn. Nhưng mà bây giờ chắc mua tạm cái Revive này thôi. Và trước mặt chúng ta là cái cầu vượt ngã tư An Sương. Quẹo tay phải thì chúng ta đi ra Thủ Đức khoảng 12 cây số. Quẹo tay trái là ra ngã tư An Lạc 14 cây số.
bên tay trái của mình là cái bến xe An Sương. Từ xưa tới giờ thì bắt đầu chúng ta vào cái đoạn đường này rồi, nó có cái giải phân cách khá hẹp cho cái làng đi xe máy. Thì kể từ cái đoạn đường này chở đi ra tới Củ Chi này nọ đó thì thường xuyên xảy ra tai nạn, năm nào mình cũng thấy tai nạn á, nào là tài xế chạy ngủ gật rồi tông vào con lươn đủ hết đó. Ở đây thấy năm nào cũng có các vụ tai nạn á. Mình chả có thích đi cái con đường này, nhưng mà vì phải đi nên nó mới ra được cái cánh đồng kia, cho nên là mình đi thôi. Vừa rồi thì chúng ta cũng qua được cái ngã tư Trung Chánh, quẹo phải đó cũng về được cái hướng Gò Vấp. Thì qua được đó rồi thì cái đoạn còn lại này cũng coi như là ngoại thành rồi, nó cũng bớt cái lưu lượng xe. Tới đây thì mình phải băng qua bên kia đường và đi ngược chiều lại khoảng 100m thì mới có cái ngã rẽ vào cái cánh đồng.
qua đây phải đi lên lề luôn này. Đoạn này đường hẹp mà lúc nào cũng đông xe cả. Ôi, đáng lẽ tới cái ngã ba này quẹo phải, không quẹo phải chui vô cái công ty, cái xưởng gì của người ta này. Giờ phải quay ra lại. Đây, quẹo đây sẽ có cái cầu nhỏ, băng qua cầu nhỏ, xem như là đã đến cánh đồng. Đường ở đây thì nó mới được chạy cái lớp sỏi đó, cho nên là chạy nó vằn quá, cái camera của mình nó cũng bị run cho nên là các bạn không có thấy rõ được. Thôi ta tua nhanh qua khúc này nha. Ở đây thì mình cũng thấy nhiều bạn trẻ là về đây câu cá, cũng như là có vài nhóm là tới đây gọi là dã ngoại picnic, ngồi trải bạc này nọ ra nhậu nhẹt. Thấy các bạn cũng biết hưởng thụ quá. Rồi bây giờ mình dừng ở đây được rồi, coi như là cũng giữa cánh đồng rồi. Mình chưa có đi cuối con đường này,
cũng chưa biết đi đâu, nhưng mà sẽ có một hôm mình sẽ đi. Đến đây bây giờ là cứ hít thở không khí thôi. Có cà phê thì lấy cà phê ra uống, đó, ngồi như nhiên. Nhưng mà vì hôm nay mình đi khá là trễ, 4 giờ mình mới đi ra tới đây, kẹt xe các cái. Bây giờ cũng 5 giờ rưỡi rồi, cho nên là thời gian mà ngồi đi chơi nó không được nhiều. Mà không sao. Đây là cái điểm yêu thích của mình. Mình thích đi ra, đạp xe ra những cái cánh đồng như thế này. Thì chiều hôm nay, sau khi mưa xong thì không thể thấy được cái bình minh. Trời vẫn là âm u đen nha. Bình thường buổi chiều ở đây người ta còn chăn vịt, thả vịt đó, ta thả từ bên đây đồng rồi người ta lùa về nhà. Có những cái đoạn đường xa lắm, ta lùa từ cái cánh đồng này qua tới cánh đồng kia thì mới về được tới nhà. Tới đây chúng ta chỉ nghe được cái con gì, tiếng con gì đó, loa phường ở khu vực này. Ở đây vẫn là loa phường, người dân đây tập thể dục kìa, đi trên mấy cái bờ đê. Không khí ngoài đây trong lành và thoáng mát lắm. Cái này có phải cúc dại không các bạn? Những bông hoa rung rinh trong gió ha. Rồi, selfie vài tấm rồi về thôi. Còn khoảng 10 phút, 20 phút nữa là trời sẽ tối rồi. Bây giờ là hãy cùng Vũ đạp về thôi nha.
Như vậy là lộ trình của mình có độ dài khoảng 44 km, xuất phát từ 3 tháng 2 của nhà mình, đi qua Trần Thiện Chánh, Sư Vạn Hạnh, Tô Hiến Thành và ra công viên Lê Thị Riêng, Cách Mạng tháng 8. Sau đó là ta quẹo ra đường Trường Sa. Để đi ra đường Úc Tịch, Cộng Hòa. Từ Cộng Hòa ta đi thẳng hoài thì sẽ ra được ngay ngã ba Trường Chinh với Cộng Hòa. Ra đường Trường Chinh thì chúng ta sẽ rẽ vào quốc lộ 22 thẳng hoài cho đến khi đến được cánh đồng, thì cánh đồng đó nó nằm ở khoảng cầu An Hạ 1 á. Nếu đi từ quốc lộ thì cánh đồng nó nằm bên tay trái, bên tay phải nó cũng có cánh đồng, nhưng mà mình lại thích bên tay trái hơn ha. Và sau khi thực hiện cái đoạn đường 44 km này thì ta hao 822 calo. Một buổi tập thể dục cũng rất đáng đúng không các bạn? Ui, ở đây có một cái nhà thờ giáo xứ Châu Nam. Mình ghé viếng nhà thờ này chút xíu. Đến đây thì máy quay của mình cũng đã vừa hết pin, cho nên là hành trình của mình cho đoạn đường về thì mình sẽ ngưng tại đây ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi những video của Vũ. Nếu mà có thích thì nhớ bấm like nhé. Ok, chào tạm biệt các bạn.